Đang đi đường, bỗng xe trước thắng gấp và hành động tiếp theo của tài xế khiến tất cả ấm lòng. Mới đây, một chiếc xe ô tô đang chạy bon bon trên xa lộ thì chợt nhìn thấy chiếc xe tải đang chạy trước mặt đột ngột giảm tốc độ, bật đèn báo khẩn cấp, tấp vào dãy phân cách rồi ngừng hẳn. Cứ nghĩ do xe tải xảy ra hư hỏng nên dừng lại, cho tới khi tài xế chạy ô tô nhìn thấy bác tài xế xe tải ung dung bước xuống xe, đi sang làn đường ngược chiều bên cạnh, nhặt tàu lá dừa rồi để gọn lên dãy phân cách, sau đó mới an tâm leo lên xe tiếp tục hành trình của mình. Hành động đẹp của bác tài xế xe tải mặc dù đơn giản nhưng đã giúp tránh việc tàu lá dừa rụng xuống đường, gây cản trở giao thông cho các phương tiện đi sau. Nhiều người sau khi xem qua đoạn clip cũng đã không khỏi cảm kích trước hành động nhỏ nhưng đầy ý nghĩa của bác tài xế xe tải. Tuy nhiên, vẫn có một số ý kiến cho rằng tài xế xe tải cũng nên quan sát trước khi ra dấu hiệu thắng gấp để đảm bảo an toàn cho những phương tiện di chuyển phía sau. Một số bình luận được cộng đồng mạng để lại: bác tài rất có tâm, làn bên kia mà vẫn để ý kỹ và nhiệt tình xuống nhặt. Ít có người có ý thức như vậy, dù chỉ là một hành động nhỏ nhưng rất có ý nghĩa. Điều mà tưởng chừng như rất dễ nhưng lại ít ai sẵn sàng xả thân để làm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.